À đây là cái 511 các bạn, 511 màu xanh indigo của điển các bạn, rất là đẹp, nó chắc co giảng ống thì khoảng 17 các bạn. Thì hàng này mình mua ở uh, Đề vay uh, Mỹ các bạn. Thì hàng này là mình bán hàng chính hãng. Thì uh, nhiều bạn uh, mua thì coi video xong đó thì nó bị hết hàng các bạn. Thì uh, đợt uh, gần tết rồi bây giờ gần tết thì uh, mình mua hàng uh, liên tục á. Uh, cái quần 511 này á uh, thì mình bán uh, 1 triệu uh, 150 000 Thì nó dao động mình bán uh, hàng hãng á uh, thì mình bán giá này là giá sale nữa các bạn thì à, giá này mình mua giảm giá ở địa bay Mỹ rồi à, có quần này ở Việt Nam nó bán khoảng 7 triệu 8 thì mình bán 1 triệu một 1, 1 triệu một ngàn các bạn thì bên mình bán là miễn ship thì à, hỗ trợ đủ trả thì à, mình không có tính ship các bạn thì các bạn à, mua lúc đầu á thì à, nếu các bạn nào lại thì à, mua đặt cặp mình 100 trăm ngàn cũng được sau này thì mình à, sẽ thu tiền à, giao hàng rồi shipper nó sẽ thu cho mình các bạn thì cái này là dòng 511, 511 cái dòng này là cái dòng fillet nó cơ dáng đẹp cực kỳ đẹp các bạn. Chắc rất là chắc các bạn. Thì uh, nó sản xuất ở Benladis. Thì uh, cái này là ống khoảng 17. À 17 thì cái dòng uh, 511 này gọi là serpentine. Đó Selenfic 511 đó. Thì, các bạn thì nó cái dòng này rất là đẹp. Thì anh em nào mà không uh, muốn mặc uh, mà nó nó 501 á. thì mặc 511 các bạn, 511 gọi là serpentine thì cái size này là xây uh, mình có đủ xây 29 30 uh, 31 32 33 và trên uh, mà, và 34 các bạn 32 trên 32 cũng có thì uh, cái màu này màu xanh uh, Ingo gọi dòng cũng gọi là cái màu của điển các bạn rất là đẹp các bạn thì uh, cái này là cái màu rất là dễ mặc đồ màu xanh à thì cái size này là xây uh, 29 30 31 32 33 à, thì các bạn biết rồi mình bán hàng à, uh, à, hãng à, các hãng giống như Kevin Kellen, Tommy, Mì, à, Lacoste à, và Divay. thì riêng thì à, quần riêng các bạn biết rồi mỗi à, hãng á, thì à, nó mỗi có mỗi cái à, cái chuyên khác nhau như ví dụ như cái hãng Divay á thì à, bữa CK á, thì hai hãng đó nó, nó cũng à, như nó riêng Divine thì nó chuyên về quần riêng hơn à, CK thì nó cũng riêng nó cũng ok thì à, các hãng khác ví dụ như tâm mì thì nó chuyên về ấu thun ấu khoác thì các hãng nó có một cái chuyên khác nhau các bạn là có cũng vậy thì uh, nó về nguồn uh, riêng thì nói về nó về đề vay á đề vay là nhiều form nhiều mẫu mẫu mã các bạn và form rất là đẹp và uh, thứ hai là caprican á à, thì nó có rất là nhiều form thì uh, cái ông địa mình cũng lâu lâu mình cũng bán cái ông địa như các bạn nhưng mà tại ông địa ở việt nam mình nó rất là là kén các bạn Kén kén khách lắm thì uh, mình cũng ít tại vì mình bán hơi chậm ai đặt mình mới uh, order mà mình uh, sẽ order giá sale cho mình uh, cho các bạn thì hàng ở đây là hàng hãng mình bán biết bao nhiêu năm mà các bạn biết rồi nó cũng nổi tiếng các bạn ai cũng biết mình à, ai cũng ai cũng biết mình các bạn thì cái quần này dây gốc của nó 70 đô các bạn nó bán ở bên bên mỹ ở store của nó ở tại mỹ các bạn thì là 70 đô thì các bạn mua hàng của mình mấy năm rồi thì mình chưa bán hàng hãng còn với hàng hàng năm sáu trăm bảy trăm đó hàng Việt Nam là hàng nhảy không các bạn nè, các bạn mặc vô cái quần các bạn biết liền đâu là hàng nhái đâu là hàng 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 hãng các bạn thì các bạn thêm vài trăm ngàn nữa thì các bạn mua được cái giá sale à, tại vì mình săn sale nếu có quần này á các bạn mua ở Việt Nam store nó khoảng 7 triệu 8 còn đi phải 2 triệu tư các bạn 2 triệu 3 triệu tư một cái năm một nhưng mà riêng cái dòng cổ điển thì ở Việt Nam à, à, không bán ít bán lắm store ít bán lắm chỉ có cái dòng cổ điển nó bán ở Mỹ và phương Tây các bạn thì nó bán nhiều thì à, đây là năm 11 các bạn thì năm một một thì cái, cái, cái dòng đây là mình bán cũng nhiều lắm tại vì cái màu xanh của nó là màu xanh giống như truyền thống các bạn màu xanh à, à, ingo, màu xanh đầm nó không có quách không có cái thời trang hết các bạn nó một màu chất cô giảng thì rất là chắc các bạn chắc cực kỳ luôn cái nền vải rất là chắc nó là dạng à, à, vải à, dòng filet à, của hàng device các bạn thì các bạn là hàng hãng thì à, mặc cái quần nó rất là đẹp À, rất là đẹp thì uh, mình uh, mặc thì thấy con người nó tự tin hơn các bạn thì uh, à, hãng nó đã làm ra nó thử uh, rất là nhiều mẫu mã rồi có chuyên gia đâu các bạn thì nó làm cái quần uh, rất là đẹp rất là phong, phong đĩa vải rất đẹp thì uh, ở đây thì mình bán một triệu bốn dòng à, vải năm một đó các bạn thì uh, dòng có dòng bờ á uh, thì mình bán 1 triệu ba còn cái dòng uh, bình thường vậy đó thì uh, mình bán uh, 1 triệu à, uh, dòng à, uh, uh, device 501 thì mình bán 1 triệu 2 các bạn thì uh, cái dòng đây dòng ống 78 nó dòng uh, gọi là 51 gọi là slim thì các hãng khác nó cũng có là chữ slim slim các bạn gọi là vừa bằng hơn các bạn nhớ nha đây là 511 các bạn 51 hồi mình có quay rồi uh, rất là đẹp các bạn chắc cực đẹp luôn nếu các bạn không muốn mặc rộng lắm thì uh, à, mặc bạn trẻ hơn thì mặc là uh, cái 511 Năm 11 thì nó vẫn có nhiều màu các bạn. Nhưng mà ở đây cái màu xanh ego này cái điện này mặc nó rất là đẹp. À dễ mặc đồ các bạn. Thì cái đây cũng là năm các bạn. À năm 11. Thì năm à, 11 thì nó có đủ size các bạn. Size à 39 30 31 32 33 34 các bạn. Rất là đẹp các bạn. Mình mua rất là đẹp. Như chung màu năm này cực kỳ đẹp luôn các bạn xem đi. Đẹp lắm nếu các bạn nào mua mua năm một rồi thì cái này cái màu này cái mã này cái mã cút nó là một không bốn hai mã cút mã màu của bạn mã màu của hãng là một không bốn hai thì à, mình bán hàng hãng thì về mình đăng video lên nó rất là nhanh các bạn nhanh tại vì mình bán hàng có uy tín lắm thì có những khách mình mà không vừa mình đổi 20 lần vẫn là à, mới sau để tìm tách lại cho mình đó mình sẽ hỗ trợ đổi trong vòng 15 ngày đó à thì mình đổi mình vẫn là mà miễn ship cho 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 mấy anh nha nhiều lúc mình đổi tốn thêm mấy chục ngàn á nhưng mà không không sao đó tại vì ví dụ như nó sai sai á thì mình sẽ đổi miễn ship còn như anh khách thì anh kêu thao đến trả tiền ship cho nhưng mà miễn ship dạ bên các đơn hàng của mình là miễn ship hết